Xin chào các bạn, mình đang có mặt ở trên một cái con sông và ở đây đang có một đoạn khúc cua mà rất là nhiều tàu bè qua lại đây. Đây có một cái con xà lan nó đang lấy đầu để nó chui qua cái dòng sông này các bạn. Và phía trước là có một cái con thuyền gỗ khá là nhỏ thôi. Bây giờ mình sẽ tiến lại gần quay cái con tàu nó đang đi từ bên cái dòng sông kia là dòng sông gì ta? Mình quên rồi. Đó là một cái dòng sông Nhà Bè đúng không các bạn? Và đây là một nhánh sông rẽ vào trong cái khúc sông Trà. Đây, cái xà lan nó đang quẹo vô đây các bạn. Nó đang tăng tốc để mà vượt dòng nước. Đó. Phía xa xa đây thì cũng có một cái con xà lan nó đang chở cát các bạn. Đây, cái xà lan chở cát nó đang chuẩn bị cũng lấy đầu đưa vào khúc sông Trà này thôi các bạn. Đấy, nó chở khá là nhiều cát. Đây, cái con xà lan này nó không chở gì hết cho nên tốc độ đi cũng khá là nhanh. Chuẩn bị nó sẽ vượt qua cái gầm cầu này thôi các bạn. Ở phía trước của nó là cái mỏ neo nha mọi người. Đó, cái mỏ neo này. Mỏ neo ghê không? Đó, coi cận cảnh mỏ neo cho mọi người coi. Đây, phía trên cái xà lan này thì có một cô gái đang đứng ở trên xà lan này. Đây. Đây, cô gái đây. Cô gái đeo khẩu trang này cũng không nhìn rõ mặt các bạn. Đấy. Rồi, vậy là cái con xà lan đó nó đã đi ngang qua được cái cây cầu các bạn. Đây. Tiếp theo sau đuôi nó là một cái xà lan khác đang chở khá là đầy cát. Đấy, các bạn thấy cái lực cát nó chở trên đó thì khiến cho cái xà lan này nó sẽ chìm xuống một phần nửa cái con xà lan này rồi các bạn thấy không? Đó. Cực kỳ cẩn thận khi mà đi qua cái khúc sông này các bạn. Mình thấy cái khúc sông này nước chảy cũng khá là xiết các bạn. Bởi vì nó là cái đoạn ngã ba nối giữa cái sông Nhà Bè và sông Trà. Đây, cái mực nước nó ngập lên tới phần gần cái bánh lốp xe rồi các bạn. Đây là tài công này các bạn. Và bây giờ nó sẽ chui qua cái gầm cầu này. Đây. Mực nước này lên ở số 7 nha các bạn. Đấy. Đi qua được cái gầm cầu các bạn. Đây là khúc sông ngã ba sông Nhà Bè nối với sông Trà. Và đây có những cái xà lan chở thuyền nó đang lấy đầu đi vào trong khúc sông này. Đây mình sẽ quay cho các bạn xem những cái đoạn mà cái xà lan quay đầu lấy cua vào trong cái khúc sông Trà này mọi người. Đây là một cái con tàu DT 3123160 các bạn. Đấy, một xà lan. Và nó đang lấy đầu và chuẩn bị chui xuống cái gầm cầu kia. Cầu nó khá là cao nên là các cái tàu thuyền qua lại đây cũng dễ dàng nha mọi người. Mình cũng hiểu sao cái tàu này nó hơi bị chúi đầu ra phía trước. Cái xà lan này mình thấy nó chúi đầu ra phía trước một chút. Đó, bạn thấy không, cái thân tàu có thứ là nó chúi ra phía trước một chút này. Cái phía trước nó trở nặng hơn. Đó, nó phải bị chui qua trong cái gầm cầu rồi. Để nó chút nó có cái xà lan này đi qua thì mình sẽ qua tiếp cho mọi người coi ha. Sát cái bờ sông này thì có mấy cây cọc dừa người ta đóng là bờ kè nè mọi người. Đó, và xa xa kia thì mình thấy một cái con tàu thủy nó đang bốc khói lên này. Nó trên cái chỗ này nó đang nhả khói ra rất là đen thui vào cái bầu trời này luôn ạ. Ồ, phía sát nó có một con xà lan cũng khá là to luôn các bạn. Hai cái đang gần sát bên nhau. Trời ơi, cái tàu thủy nó to ghê các bạn ơi. Tàu là tàu Rich Lady. Wow. Tàu quá lớn luôn các bạn này. Cái tàu này. Các bạn thấy cái mũi tàu nó rẽ sóng ghê không? Nhìn rất là mê luôn.
Ở đây lúc này đang khá là gió các bạn. Đấy, các bạn thấy cận cảnh cho bạn xem cái con tàu rất là lớn như vậy. Đây là chỗ nó xả nước này mọi người. Wow, quá lớn luôn. Chỗ nó to ghê. Đây là hai cái ống nhà khói của nó này các bạn. Đó, nó nhả khói ra cái là đen kịt luôn. Đây, phía xa xa này mình cho các bạn xem thêm cái xà lan nó đang chở một đống cát hay đất gì đây rất là lớn các bạn. Wow, nó khẩm tới phần mí luôn các bạn. Trời ơi, cái đống cát này các bạn thấy không, cát cực kỳ lớn luôn. Đây là hệ thống đầu máy này. Wow, quá dữ dằn luôn. Ở đây có sợi xích to ghê ạ. Đây các bạn thấy có một cái xà lan tự hành sẽ chui qua cái gầm cầu này. Gầm cầu này thì cũng khá là cao, nó không có thấp như những gầm cầu ở trong Sài Gòn các bạn. Ở trong Sài Gòn có những gầm cầu rất là thấp như là cầu Sắt Bình Lợi các bạn. Mỗi lần nếu như những con xà lan này thì chui qua thì nó phải chờ cái mực nước xuống thì nó mới chui qua được gầm cầu đó. Tuy nhiên thì cái gầm cầu này khá là rộng, cho nên là những chiếc xà lan đi vào trong cái con sông này cũng khá là dễ dàng. Tuy nhiên những cái bánh chân vịt quả thấy nước nó vẫn xối xả, bởi vì phải tăng tốc đi qua cái vùng nước cũng tương đối là khó đi, bởi vì nó là một ngã ba sông giữa sông Nhà Bè và sông Trà đó các bạn thấy không. Cái bánh chân vịt cực kỳ lớn các bạn, và nó đang đẽ những dòng nước nhìn rất là ghê và xối xả vào trong cái mạng thuyền các bạn. Đây các bạn hãy nhìn ngắm lại cái con xà lan này, nó chui qua được cái gầm cầu rất là dễ dàng. Tuy nhiên là vẫn phải sử dụng bánh chân vịt và tăng tốc khi mà vượt qua gầm cầu này. Phía sau nó thì lại có một cái xà lan khác, mình thấy nó cũng hơi khẩm tới đến phần mắt của cái xà lan này rồi. Để xem cái xà lan này nó chở cái gì các bạn. Cái xà lan này nó chở cát các bạn ơi. Ồ, một khối lượng cát khá lớn trên cái xà lan này, và các bạn thấy là cái xà lan này cũng hơi khẩm một chút xíu các bạn. Đó, nó chỉ khẩm cũng tương đối thôi, không có nhiều lắm. Có những xà lan nó khẩm tới mấp mé cái màu xanh xanh các bạn. Tuy nhiên cái xà lan này cũng tương đối chở và khá là an toàn. Số Long An 4214 bạn. Phía xung quanh đây là những cái vỏ xe để khi trường hợp mà qua những cái nơi mà đông xà lan thì nó sẽ va đập nhau, thì nó sẽ hạn chế được cái sự hư hỏng của xà lan. Và tiếp theo là có một chiếc tàu gỗ các bạn thấy chạy tốc độ khá là nhanh. Tàu gỗ thì đang có vẻ như là đang muốn vượt lên chiếc xà lan kia. Đó, các bạn thấy những dòng nước nó đỏ ngầu như vậy các bạn thấy. Và cái xà lan này nó rẽ bánh lái của nó các bạn, cái vì nó đang rẽ bánh để cái nước này rất là ghê các bạn. Rồi nó chui qua được cái gầm cầu này khá là nhanh và đang đuổi sát với cái chiếc xà lan chở cát kia các bạn thấy. Và trước nó thì một chiếc xà lan khổng lồ phía trước lớn hơn chạy cũng rất là chậm. Các bạn thấy bánh chân vịt nó này đang xối xả rẽ cái mực nước ra. Tuy nhiên với cái vận tốc này thì chiếc xà lan và chiếc tàu gỗ này sẽ dễ dàng vượt qua mặt chiếc xà lan khổng lồ trước các bạn. Các bạn thấy chiếc tàu gỗ chạy khá là nhẹ nhàng. Còn chiếc xà lan cái dòng nước đây nó có màu rất là lạ các bạn ha. Có lẽ là do cái bóng của cái bóng đó. Tiếp theo là tiếp tục liên tục có những cái xà lan nối đuôi nhau để mà vượt qua cái khúc sông này các bạn. Khúc sông này thì chạy qua sóng như là cái vận tốc của các tàu thuyền lúc nào cũng tăng lên để mà vượt qua cầu này nhanh chóng. Và các bạn thấy nó đang đuổi sát được cái xà lan chở cát, bởi vì nó chở cát khá nhiều cho nên là chiếc xà lan chở cát hiện tại khá là chậm. Trong khi chiếc xà lan này thì của Sài Gòn 6247 không chở gì hết, cho nên cái tốc độ và vận tốc nó đi khá là nhanh và nó đuổi gần kịp đó các bạn thấy, gần kịp rồi cái xà lan chở cát kia đâu. Và sau đó thì để lại một cái những cái sóng vỗ trên toàn nước nhìn rất là sợ các bạn. Các bạn thấy đằng xa xa này có một chiếc cái vỏ lãi các bạn chạy tốc độ khá là dữ dằn các bạn. Đây quay cho bạn coi cái vỏ lãi này đang chạy này. Ba người trên vỏ lãi chạy tốc độ luôn. Nếu tốc độ là chạy thì có thể dí kịp luôn 4 chiếc xà lan trước các bạn. Đó các bạn thấy nó khỏe nước này.
rất là ghê. Phía xa đây thì có những cái con tàu thủy khá là lớn các bạn. Đó, bạn thấy phía đây phía đó là một cái cảng gì đó, không biết là tên của cảng là cảng gì. Tuy nhiên mình thấy có những tàu đang cập bến trên cảng, bạn nói những cái cần cầu quá à, một cái tàu Quang Minh 9 các bạn. Ở trên đó nó có những cái tay đòn khá là lớn, phía sau thì nó đang neo vào trong một cái trụ gì đó ha, trụ rất là lớn này. Đấy các bạn thấy.